Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thế nào là Tam Tạng Kinh 12 bộ? Vạn Phật Thành ngày 17 tháng 10 năm 1983. Tam Tạng tức là Kinh Tạng, Luật Tạng và Luận Tạng. Kinh Tạng nói về cái học của định, Luật Tạng nói về cái học của giới, và Luận Tạng nói về cái học của huệ. Sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, Tôn giả Maha Ca Diếp lãnh đạo 500 vị chứng quả A-La-Hán ở nơi Thất Diệp Quật để kết tập ba tạng kinh điển. Bấy giờ, Tôn giả A-Nan ghi lại lời Pháp mà Đức Phật đã dạy lúc còn tại thế và làm thành kinh tạng. Tôn giả Ưu Bà Ly đem những giới luật mà Đức Phật đã dạy sắp xếp lại thành luật tạng. Tôn giả Maha Ca Diếp đem tâm đắc của các vị đệ tử học kinh, nghiên cứu luật mà kết tập lại thành luận tạng. 12 bộ, tức là 12 đề mục phân biệt văn thể của kinh, được tóm tắt trong bài kệ sau đây. Trường hàng, trùng tụng, tịnh cô khởi, tỷ dụ nhân duyên, giữ tự thuyết, bổn sự bổn sinh, vị tằng hữu, phương quảng luận nghị, cập thọ ký. Thứ nhất, trường hàng. Kinh thuộc loại này thì viết bằng văn xuôi, từng hàng, từng hàng. Thứ hai, trùng tụng, tức là nghĩa lý ở văn xuôi được diễn tả bằng thể kệ tụng để lặp lại ý chính. Thứ ba, cô khởi, là những bài kệ, bài tụng viết ra độc lập, chẳng liên quan gì tới ý văn phía trước và phía sau của kinh. Thứ tư, tỷ dụ, là dùng ví dụ để thuyết minh nghĩa lý của kinh văn. Thứ năm, nhân duyên, là phần tường thuật các nhân duyên liên quan đến những chuyện xảy ra. Thứ sáu, tự thuyết, thường thì có người thỉnh Pháp, Đức Phật mới thuyết Pháp, duy chỉ có bộ kinh A-di-đà thì không có người thỉnh, mà Đức Phật tự thuyết. Thứ bảy, bổn sinh, là phần Đức Phật kể về quá khứ kinh lịch khi Ngài Hoằng Pháp lợi sinh. Thứ tám, bổn sự, là phần kể lại những việc mà các vị Bồ Tát A-La-Hán đã làm lúc tu nhân. Thứ chín, vị tằng hữu, là nói về những chuyện thần thông biến hóa mà xưa nay chưa từng nghe thấy. Thứ mười, phương quảng, là phần kinh phương chính quảng đại, nói đến cảnh giới viên dung vô ngại. Thứ mười một, luận nghị, là phần báo cáo về sự nghiên cứu kinh luật của các vị đệ tử, hoặc là phần ghi chép lời thảo luận của Đức Phật và các đệ tử. Thứ 12, thọ ký, là phần đề cập đến việc Đức Phật thọ ký cho những vị Bồ Tát, như lúc nào thì họ thành Phật, khi nào thì họ sinh tịnh độ, thành Phật ở quái tịnh độ nào, hay là những dự ngôn, vân vân. Tôi giới thiệu 12 bộ kinh Tam Tạng đơn giản như vậy, để các vị có một ấn tượng sơ khởi. Chúc các vị thâm hiểu kinh tạng và phát trí huệ rộng lớn như biển.